xét nghiệm diện rộng, Bình Dương phát hiện nhiều ca mắc COVID-19. Qua triển khai xét nghiệm đợt 2 từ ngày mùng 2 tháng 8 đến nay, ngành y tế tỉnh Bình Dương đã lấy 345.370 mẫu test nhanh và khẳng định RT-PCR. Qua đó phát hiện 8.394 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 20 tháng 8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết tỉnh đang mở đợt 2 về chiến lược xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng nhằm quét triệt để ép không đồng thời tập trung vào khâu thu dung, điều trị, giảm nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Qua công tác truy vết, xét nghiệm đã tìm thấy ép không còn trong cộng đồng, đây là biện pháp chống dịch có hiệu quả. Về chiến lược mở rộng xét nghiệm đợt 2, dự báo những ngày tới Bình Dương sẽ còn ghi nhận thêm số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng khá cao, giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Nguyễn Hồng Chương cho biết thêm, cụ thể, qua triển khai xét nghiệm đợt 2 từ ngày mùng 2 tháng 8 đến nay tại nhiều địa phương, ngành y tế đã lấy 345.370 mẫu test nhanh và khẳng định RT-PCR qua đó phát hiện 8.394 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, công tác xét nghiệm diện rộng trên địa bàn Bình Dương được các cơ quan chuyên môn và đoàn công tác Bộ Y tế đánh giá là đang đi đúng chiến lược, từ đó ra soát đúng đối tượng, không để bị sót, lọt ép không trong cộng đồng, ông Trương cho hay. Cũng theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, số bệnh nhân khỏi bệnh xuất viện có xu hướng tăng nhanh cho thấy việc mở rộng các khu điều trị và bệnh viện giả chiến bước đầu đạt nhiều kết quả, giúp người dân an tâm hơn. Đến nay, trong số hơn 55.600 ca bệnh tính từ đợt dịch thứ 4 đã có 22.100 người được điều trị khỏi bệnh và đã xuất viện, nhằm thực hiện chiến lược khóa vùng đỏ, mở rộng vùng xanh, bảo vệ kết quả chống dịch, Bình Dương ưu tiên phân bổ vaccine cho cả hai vùng và khối sản xuất. Trong đó ưu tiên thêm cho doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ để chống đứt gãy sản xuất, chuỗi cung ứng hàng hóa, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021, mục tiêu tiêm vaccine cho trên 2 triệu dân từ 18 tuổi trở lên là chiến lược để sớm đưa Bình Dương trở về trạng thái bình thường mới. Sau khi Bộ Y tế phân bổ thêm vaccine, Bình Dương tổ chức tiêm tại hai vùng đỏ là thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên, hai địa phương đang gia tăng các ca bệnh gần đây. Dự kiến, từ ngày 21 tháng 8, tỉnh đẩy mạnh chiến lược tiêm vaccine cho người dân. Đợt này, tỉnh được phân bổ 265.000 liều vaccine phòng COVID-19, tỉnh sẽ phân bổ cho vùng đỏ 120.000 liều, các địa phương vùng xanh 30.000 liều và khu vực sản xuất, doanh nghiệp ba tại chỗ 100.000 liều. Ngoài ra, tỉnh ưu tiên phân bổ vắc để tiêm cho đối tượng chính sách và các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu. Trước đó, Bộ Y tế phân bổ 544.060 liều vắc cho Bình Dương từ đợt 1 đến đợt 16. Hiện số vắc này đã được tiêm hết cho người dân, công nhân. Tình hình dịch bệnh tại Bình Dương đến 18 giờ ngày 19 tháng 8, số ca nhiễm 55.590, số ca tử vong 467, số tiêm chủng 469.091 liều. Toàn quốc, số ca nhiễm 312.611 số ca tử vong, 7.150 trong đó thành phố Hồ Chí Minh, 5.759 ca, thủ đô Hà Nội, 33 ca, số ca khỏi bệnh, 120.059 số tiêm chủng, 15.922.537 liều. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.